Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với chương trình Việt Nam nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng điều khiển Việt Nam tiếp tục chân với xe nào chúng ta chưa đặt. Ok, chúng ta sẽ cùng chọn xe để đi nào. Chúng ta đã đi đến xe trộm bê tông biết rồi. Hôm nay chúng ta đi đến xe gì đây? Vẫn là xe buýt nhưng mà lại có tầng trên. Bắt đầu vào phần trang trí xe, chúng ta sẽ để nguyên mặc định xe màu đỏ đã rất là đẹp rồi. Ta sẽ cùng trang trí một chút phủ xương màu vàng, phủ xương màu vàng đấy rồi. Ok, tiếp tục là một chút ông sao màu xanh trắng đấy, còn điểm nhấn một chút và màu hồng ấy. Watch select, ok. Tiếp theo là phần sticker, làm hình trong máu lửa như này. Mình nhẹ nhàng một chút. Chúng ta không đi đua, chúng ta rất bình thường thôi. Ok, ăn nhậu đây. Ok, tiếp theo là phần bánh xe. Bánh xe của chúng ta có bánh xe màu xanh thì tắt tắt. Ok, tiếp theo là phần phụ kiện. Chúng ta sẽ có bóng bay lai này. Đây, tiếp đến là quạt này. Quạt này. Đấy. Wow. Một cái nữa đi cho nó đẹp nét này. Đẹp tiếp rồi. Ok, xe chúng ta đã rất nhiều phụ kiện rồi, lên đường. Xem cái xe chúng ta này. Đẹp nét này, quạt này, đấy, bóng bay này. Tiếp lên. Đặc biệt là xe tôi có thể bay nha. Gặp xe vẫn đứng nước. Xe bắn hay gì đấy. Chúng ta có thể bay. Xe là bay lên. Ui. Xe luôn là đứng nước. Đứng nước bắn. Ok, chúng ta đã đón được hai bạn Hà Mã và xe rồi. Rồi chúng ta tiếp tục. Wow yo. Ô, cũng được, chúng ta sẽ bay qua như vậy. Để không rớt xe. Tiếp tục như thường. Wow. Rất nhiều bóng. Wow yo. Bãi cả bãi. Wow yo. Đây có bãi này. Wow. Tiếp tục. Còn bạn gấu mèo và bạn mèo nhá. Các bạn ấy muốn đi đâu? À, du quay. À, cho bạn có chuyến du quay. Ok. Ta cùng đi thôi. Wow. Tiếp tục nào. Wow, bay con chuột này. Cô bay tiếp qua cái lần này. Hay quá, chúng ta không nhìn đến lần này. Wow, có hai bạn đến trường học Miss Sumum. Ok, bạn Hà Mã và bạn Gấu Mèo. Ok, xem của chúng ta lại tiếp tục được. Wow. Để
đường này rất là trong. Chúng ta sẽ bay qua. Qua một bạn xuống. Bạn xuống thì hạ xuống. Bạn xuống thì vào bạn hạ mã lên. Ok. Tiếp tục đi rồi. Big Bang, đồng hồ Big Bang, bốn bạn ơi, tham quan đồng hồ Big Bang. Hai bạn lên xe đi thôi. Hai bạn cuối cùng xuống cầu đôi này là đã kết thúc. Yuhuu!